Tôi sẽ giới thiệu với cả lớp về cách kiểm tra và bảo dưỡng một cái van điều khiển khí cầm chừng IACV trên các cái loại xe đời 2014 trở lại về trước. Đấy, các loại xe đời 2016 trở lại đây thì người ta không sử dụng cái IACV nữa mà người ta sử dụng van cầm chừng nhanh. Đấy, chúng ta lưu ý ở chỗ này. Đấy. Trường hợp mà khi IACV nó có vấn đề thì chúng ta bật khóa điện lên, đèn báo lỗi sẽ sáng 2 đến 3 giây rồi tắt, sau đó nó sẽ nhấp nháy 29 lần và chúng ta thấy là kết luận là IACV đang có sự cố. Thì các bước kiểm tra của tôi như sau: việc đầu tiên chúng ta tắt khóa đi và chúng ta tháo IACV ra ngoài. Đấy, để chúng ta kiểm tra. Rồi. Đây, IACV của mình đây. Đó. Đó. Việc đầu tiên là tôi phải kiểm tra gì ạ? Kiểm tra điện trở của nó. Đó. Chúng ta đo vào các cực A và D. Đấy, để tôi cầm anh đo. Đó. Kiểm tra điện trở của nó xem là IACV có vấn đề gì không. Rồi, 138 ôm, tốt rồi. Tiếp theo, 139 ôm. Chúng ta đo cực A và cực D, cực C, B và cực C. Đó. Và nó được giá trị điện trở như vậy là chúng ta biết được là IACV của mình là đảm bảo rồi. Đó. Sau đó ta đo cái điện áp nguồn vào. Điện áp nguồn vào của IACV là do ECM cung cấp. Giá trị điện áp của nó là khoảng 1,8 đến 2,2V. Rồi, chúng ta lần lượt đo 4 dây vào. 4 dây vào IACV gồm có dây lâu sọc đỏ. Rồi, 1,59. Đó, tiếp theo. Dây xanh lá cây nhạt sọc đỏ. Rồi. Tiếp theo, dây đen sọc đỏ. Rồi, tiếp theo dây ghi sọc đỏ. Đó, điện áp của chúng ta là tương đối ổn định rồi. Đúng không? Như vậy tôi kết luận là gì? Điện áp của tôi có. Đó, IACV của tôi điện trở được. Đúng không? Tôi kiểm tra xem IACV của mình nó có hoạt động không. Đấy. Ta cắm lần lượt các dây vào. Xanh lá cây nhạt sọc đỏ. Ghi đỏ. Đen đỏ và lâu đỏ. Đấy. Khi chúng ta kiểm tra thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta xoay van trượt ra vài vòng ren đi. Đấy. Sau đó ta lấy một ngón tay ta giữ nhẹ van trượt và ta bật khóa on. Rồi, IACV làm sao ạ? Đã hoạt động. Đúng không? Như vậy là tôi kiểm tra thấy IACV của tôi là hoạt động tốt. Sau khi kiểm tra thấy IACV hoạt động tốt rồi thì chúng ta công việc tiếp theo của chúng ta là phải bảo dưỡng sạch sẽ cái van trượt này. Đấy, vệ sinh sạch sẽ van trượt và vệ sinh sạch sẽ cái lỗ khí trong họng ga này. À, sau đó ta tiến hành ta lắp vào. Khi lắp vào thì chúng ta lưu ý trên van trượt nó có một cái rãnh. Rãnh này khi lắp thì nó phải trùng khớp với chốt định vị trong lỗ khí để chống anh chàng van trượt này thì xoay trong quá trình động cơ hoạt động. Đấy. Van trượt này chỉ được phép là tịnh tiến đi ra đi vào thôi. Hiểu chưa? Đấy. Chứ không được phép xoay. Đấy. Ở IACV ở xe Honda thì khi ta lắp vào chúng ta không phải reset lại. Chúng ta cứ để tự do để chúng ta lắp.
sao cho rãnh trên van trượt này trùng khớp với chốt định vị trong lỗ khí là được, chúng ta không phải reset lại. Còn khi ta lắp ở xe Yamaha đó, ở Yamaha thì người ta gọi cái van điều khiển khí là van ESC, chứ người ta không gọi là IACV như ở xe Honda, vì tính năng hoạt động của nó cũng giống. Nhưng khi mà ta lắp vào thì ta lại phải cài đặt lại. Đấy. Cài đặt lại bằng cái phương pháp đơn giản nhất, đó là một là ta phải xoay cái van trượt này. Đó, ta xoay van trượt ra và ta đo từ dưới đáy của anh ISC này tới đầu đỉnh của van trượt này nó bằng 3,5 cm. Đó. Sau đó chúng ta lắp vào. Sau khi lắp vào xong thì chúng ta phải bật tắt khóa 3 đến 5 lần. Đó. Bật tắt khóa 3 đến 5 lần và cho xe lổ garanti trong khoảng 10 phút để ECM và ISC là tự reset cho nhau. Đấy, thì ở Yamaha chúng ta lưu ý một điểm như vậy. Thế thì sau khi đây lắp xong rồi thì ở Honda thì chúng ta không phải reset lại, chúng ta cứ lắp thôi. Chúng ta cứ lắp làm sao để cái rãnh trên van trượt nó trùng khớp với cái chốt định vị trong lỗ khí. Thằng này chúng ta tuyệt đối không được xoay ấn. Chính xoay ấn thì nó sẽ gây ra tình trạng là sẽ gãy cái trục này. Nó rất nguy hiểm với cái trục này của IACV này, nó rất mỏng manh, nhỏ và nó có gen. Thế chúng ta chỉ bẻ ngang, xoay ngang cái là nó sẽ gãy ngay. Đấy. Sau đó chúng ta lắp bắt chặt IACV vào và cho xe lổ máy để chúng ta kiểm tra. Đó, sau đó ta bắt chặt vít vào là chúng ta hoàn thành về phần bảo dưỡng và kiểm tra IACV.